7 thực phẩm làm sạch ruột kéo dài tuổi thọ, cô chú anh chị chú ý nhé. Thứ nhất là gạo lứt. Gạo lứt là một loại ngũ cốc giàu vitamin B và giàu vitamin E, có tác dụng là thúc đẩy toàn hoàn máu, cải thiện khả năng miễn dịch và loại bỏ gốc tự do trong ruột. Thứ hai là hành tây. Thì hành tây có chứa một loại chất xơ không tiêu hóa trong ruột non, nhưng ngược lại là nó có khả năng kích thích sự phát triển men vi sinh có lợi trong ruột. Đấy. Thứ ba là bột yến mạch, có thể giúp làm sạch các chất độc tố tích trữ trong ruột và đào thải chúng ra bên ngoài. Bột yến mạch cũng có tác dụng giảm cholesterol xấu, điều hòa đường huyết và ngăn ngừa bệnh tim mạch. Thứ tư là nấm. Nấm cũng là một loại thực phẩm giàu protein, vitamin D và cả khoáng chất như kẽm, magie, canxi, đấy, giúp tăng cường đề kháng và chống lão hóa, chống oxy hóa. Thứ năm là các loại rau xanh đậm. Và thứ sáu là các loại thực phẩm lên men. Các loại thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa, muối đều là những nguồn protein rất là tuyệt vời, giúp bổ sung và duy trì trọng lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Và thứ bảy là bơ và củ cải đường. Bơ và củ cải đường là hai loại thực phẩm giàu glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp tái tạo các tế bào niêm mạc ruột rất tốt.